phẩm Yamaha NS9595. Mấy tuần chẳng nhớ chân đêm có dạng người xưa. Cái loa này thì đã có vợ chồng anh khách ở Sơn La đã ủng hộ cho cửa hàng Nguyên Audio. Anh là chị đến từ thành phố Sơn La. Bây giờ là 8 giờ 15 phút. Anh chị đi từ thành phố Sơn La đến cửa hàng Nguyên Audio cách khoảng gần 300 km, một quãng đường rất là xa, mà vì đam mê nên là anh không quản đường xa xa xôi đã đến để ủng hộ cho cửa hàng Nguyên Audio. Không biết nói gì hơn, Nguyên Audio xin chân thành cảm ơn anh chị rất là nhiều, và cũng xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn trên khắp mọi miền tổ quốc thời gian qua đã ủng hộ cho cửa hàng Nguyên Audio. Và để phục vụ nhu cầu đam mê âm thanh cổ của quý vị trên khắp mọi miền tổ quốc thì cửa hàng Nguyên Audio liên tục về những sản phẩm mới nhất, những siêu phẩm từ Nhật, Mỹ về tại cửa hàng Nguyên Audio. Quý vị và các bạn, chúng ta hãy đăng ký kênh của Nguyên Audio để nhận được những video mới nhất, nhanh nhất và chính xác nhất. Nguyên Audio đăng clip lên hàng ngày. Quấn kỹ và đi đường cho nó khỏi xước. Vâng. Vâng. Có ai mắc em nhé. Tập 500 bé. 150 đấy, bé.